Chào các khách ở Lạng Sơn và chào tất cả các anh em. Đây là con 920 của bác. Để tôi kiểm tra lại mắt mũi trước khi đóng thùng để ăn. Chỗ này là chọn cổng ha. Mình xài quang 1 thì gạt cái này sát về bên trên. Quang 2 qua đồng trục thì nó gạt tương ứng các cái nút ha. Rồi sau đó làm giải mã thì chỉ cần nhấn cái nút đỏ này là được rồi. Khỏi cần cho đĩa vô ha. Đây mình thử bài hát với nhau nữa. Đây là anh Bình ở Cần Thơ hát đây. Và ban nhạc chơi hay, đừng quan tâm đến ngoại hình của anh ấy ha. Với tương lai vui xa
Phát lại nè. Play. Ok, đang đợi cái đĩa nè. Rồi làm giải mã ra thì nhấn cái nút này là dập ngàn sóng gió tiếng sao đang vui dâng thân trên phương đường tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm thường xé nát con tim Cảm ơn anh em.